Xin chào các bạn. Hôm nay là mình ghé cái vườn này là mình ghé buổi chiều. Hôm nay mình ghé buổi sáng thì mình phải quay ngược lại, không bắt đầu từ cái cây bơ không được. Các bạn thấy nè, hiện trạng tình hình chung của năm nay trái đẹp hay trái xấu là do cái đọt này nè. Hiện tại tất cả những vườn đang đi đọt, em mình nói lên luôn là mình nói luôn cho những khách hàng của mình đang đi đọt như thế này nè. Đó. Các bạn phải hủy được cái đọt này, không cho ra đọt, tuyệt đối trong không cho ra đọt. Cây này á, cái vườn này thì không nói là tại vì cái vườn này là 10 điểm rồi, 9-10 điểm rồi thì cái đọt nó ra như thế, nhưng mà nó không diệt trái này được, tại vì cái định hình trái mình nó rất là tròn và cái lượng trái trên cây của mình á không thể nào là bị diệt học được, tại vì cái trái của mình đủ năm học hết rồi mà. Đó, anh thấy không? Còn những cái vườn nào mà trái nó coi được đang là 82 coi được mà đi đọt như thế này là nó giật méo hết nha. Mình nói rồi á, là tức là mấy bạn chấp nhận làm trái là phải ép cây, còn thương cây thì để lại được làm trái nha. Các bạn thấy phụ nữ á, mà chuẩn bị sinh á, đâu có ai đẹp đâu nha, không đẹp được. Rồi bắt đầu ép cây cho tới chừng mà nó để trái xong, nó mang trái xong đó, thì mình bắt đầu là mình phục hồi cây lại đó. Thì muốn đẹp á thì cắt trái xong đi rồi cho ăn, dinh dưỡng đầy đủ vô rồi 1-2 cái đọt đẹp lại đó. Còn vô sinh đẻ này là không được đẹp. Cây á là nó trái nó tròn, vô đây mà trái đẹp, cây đẹp thì trái không đẹp. Anh có bị một cây trái lá như thế này nữa bạn, nhưng mà mình vẫn cho nuôi trái được. Với cái bài của mình làm vẫn nuôi trái được, chứ không phải cắt trái như thế đó. Bởi vì mình nói đây là cái tin vui cho bà con mình á, hiện tại là trái lá hiệp sầu riêng miền Tây vẫn làm trái được, vẫn nuôi trái nè. Còn theo lá nó chảy hết nè, nó gùng cỏ trà luôn nè. Cái vườn này giống như cái vườn ở cái răng mình hay quay đó, mà trong đây trái tròn nè, trái tròn nè, trái tròn không đỏ đâu ra gì hết nha. Đó, trái vẫn xanh bình thường, trái bự lớn bình thường. Còn hồi xưa là tuôn trái xuống đằng cũ cây, còn bây giờ mình có những cái sản phẩm tăng tiến như hiện nay nè, phân bón, từ phân bón tới phân bón lá, phân gốc, phân bón gốc tới phân bón lá nha, diễn dòng phân lá. Đây nè, mấy bạn quấn cho xỉu cái đọt này luôn nè, tức là chủ vườn đã quấn 3 cử rồi đó, cái lá nhỏ xíu nè. Lúc này á phóng đọt cũng không phóng nổi, tại vì cái lượng trái như thế này thì không phóng đọt nổi, nhưng mà mấy bạn cố gắng làm sao không cho ra đọt luôn nha, quỷ đọt bỏ bằng mọi cách. Nhưng mà quỷ đọt bằng những cái bài nào mà nó không cháy lá già nha, nó cháy lá già là thua nha, để cho trái đẹp nha. Thì có một số vườn á hiện trạng á là trái rất đẹp, nhưng mà bạn không hãm được cái đọt, sợ si cây á, thì bảo đảm bạn đọt nó ra là cây trái giật méo hết. Rất là đẹp cái vườn này, vườn này làm 9-10 điểm chứ không tệ nữa. Là vườn này gần như là đứng đầu bảng khu vực này luôn nè, các bạn thấy không? Đó, cái trái này lật bỏ nè, tại vì mình còn dư trái dữ lắm, lật trái này bỏ đi. Tụi vườn không có đây dám lật, tụi vườn có đây lật canh nhóc ruột. À, hiện tại trên cây này 50+ trái đó, mặc dù đọt đi vậy đó, nhưng mà định hình trái mình đã tròn rồi, thì với cái lượng trái như thế này thì không sợ đó. Nhắc lại nha, phải nhẫn tâm và phải quyết đoán bằng mọi cách là không cho ra đọt nha các bạn. Ra đọt là thua, ra đọt là trái méo hết đó. Và với lại á, những cái vườn nào mà lúc sở nhị á, mấy bạn chăm, mấy bạn phun thuốc nó đạt, nó đậu nhiều, thì vô giai đoạn này á, nó đi đọt á. Nè, thấy đọt đi nè. Nè, đọt đi nè. Đó, đọt đi ghê không? 5 lá, nay mình đến là 5-6 lá, 1-6 lá. Đó, nhưng mà ở trong trái nè, có giật không? Có giật. Đó, nhưng mà đọt này lộ lại là những trái này nó phì lên. Đó, đó thấy trái nè. Đó. Cái vườn này mới tới cái gốc kinh nuôi trái của mình, mới tới cái sô nuôi trái của mình á, thấy tưới vô lại bạn thấy cái trái nó xanh lại liền. Đáng lại dưới cái lực đọt như thế này đi là cái trái nó phải đỏ đầu gai, nhưng mà cái cách đi phân của mình, cái bài đi phân của mình và cái bài dinh dưỡng nuôi trái của mình đó là cái trái không bao giờ đỏ đầu gai được đó nha. Rất là nhiều mùi trái lăn lộn đúc kết, chứ không phải là tự nhiên có thôi. Là mình một năm lớn mạnh hơn, một năm phải mạnh hơn nè, bạn đây nè. Đó,
nguyên tắc làm việc của mình là như thế. Một năm, năm 2021 thì năm 2022 phải mạnh hơn năm 2021 và năm 2023 nó phải mạnh hơn nữa. Đó là như thế. Đó. Cực kỳ các bạn. Mà đọt đi nè. Các bạn nhìn đọt đi nè. Đó, trái không bị dịch. Tức là mình á, mình nói mình ép cây quá thì khách hàng của mình á sẽ không đồng tình với mình. Tức là nông dân á thì chỉ có cái tài sản là cây sầu riêng thôi, mà mình kêu ép cây quá, ép cái tài sản của người ta quá thì người ta không chịu, người ta sợ đó. Nhưng mà mình đây mình chia sẻ là không thể chọn cả hai được. Tức là mấy bạn chọn cái đọt này, chọn cây này tốt thì không thể chọn trái đẹp được đó. Còn cái vườn này thì không nói rồi, vườn định hình trái nó đẹp sẵn rồi đó, mấy bạn nhìn nè. Rồi hôm nay mình lên đây mình coi cái trái này mình bón 20-10 được chưa. Tức là cây này mấy bạn, chủ vườn đòi bón 20-10 chứ mình theo mình đó là không bón 20-10 nha. Tại vì á chủ vườn thấy là trái chậm lớn, trái chậm lớn do sao ạ? Do đọt đi thì trái nó phải đứng lại rồi, nhưng mà quan trọng là cái trái mình vẫn xanh nè. Đọt đi thế này thì trái nó phải chậm lớn rồi, nhưng mà quan trọng là cái trái mình vẫn xanh, vẫn tròn, vẫn lớn thì tức là không thiếu, không thiếu N đâu, tức là không thiếu đạm thôi. Mà mình dùng tới 20 đạm đó, nó cho chọi bao 20 lên rồi thì mình sẽ nói với anh là anh đấu với hai cái bà số 15 đấu vô luôn, phun bón luôn chứ không cho bón 20-10 không. Thì cái lực trái này đâu có thiếu trái đâu, trái này đâu phải là không lớn đâu. Với cái lượng trái như thế này, cái sức cây như thế này thì mình bón 20-10 là đúng. Tại vì những có những trái đèo nó sẽ không lớn lên nổi nha. Đó. Và kết hợp tưới phân can, tưới cái xô lớn trái của mình nữa thì mình giải quyết được vấn đề. Các bạn thấy cái cây này đầu kinh khủng lắm nè. Đó. Trái tròn không gì đó. Nè. Đây mình quay chậm cho các bạn xem nè. Đó. Mình đếm thử nha cái cây này chút xíu, cái cây này nhỏ hơn bắp đùi của mình nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 với bên kia 3 nữa là 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 trái. 34 trái. 34 trái mà nó tròn nó đều gan gì hết. Và đặc biệt là sao? Đặc biệt là đọt đi. Đó thì mấy bạn phải có một chế độ dinh dưỡng đủ để không bị giật học, để không bị giật trái này, và đặc biệt là trái không đổ đầu gai đó. Cái khó là như thế mấy bạn, cái khó là đi đọt trái nhiều nhưng mà trái vẫn xanh là như thế. Này mà thấy nè, đó cây nhỏ xíu gì nè, ghê không các bạn, mà nó trái vẫn xanh nha, không đổ đầu gai nha. Đó rồi, ok, cảm ơn cả nhà, tuyệt vời. Anh tưới cái xô gốc kinh nuôi trái của mình á được 5 ngày, hôm nay là 5 ngày, thấy rằng thấy trái nó phì, nó tròn lên liền đó. Thì trái cỡ này nè mà rõ là mình cho bón, cho tưới được rồi nè. Thì đây trái cỡ này á thì mấy bạn tưới cho mình không 3 lần nữa tới bán trái là ok đó nha. Cái vườn này lúc nào lên quay cũng không muốn kết thúc video hết. Ảnh ginh vô phân ra ngoài á bác ơi. Anh ra ngoài ginh vô phân vô để mà xe người ta khiêng cái là mệt lắm. Nào nhìn nè. Đó. Trái nè bạn. Đó, ghê không? Đó, qua đây. Mà đọt đi nè. Cái trái này mình mới bẻ một chút. Các bạn nhìn này nha, mình quay từ từ nha. Nè, lên trên này nha, lên trên nó mới hấp dẫn nè. Đó. Bữa nay trời chuyển mưa nên có bây giờ mình không sáng được, các bạn thông cảm nha.
mình phải chạy đồ liên tục, hết công năng của cái điện thoại của mình. Đó, nghe không bạn? Đó, đọt đi, đọt đi, mặt trái nó vẫn xanh, đó, trái vẫn xanh, vẫn tròn, vẫn lớn bình thường. Đó mới là cái sự khác biệt, ha. Đó, đây mình đó mới là chuyện này nói, có chuyện này nói. Đó. Chứ mà mấy bạn á làm á mà thấy khó một chút xíu mà không hài lòng của mình rồi đó, không hài lòng như mình ý mình rồi đó, bắt đầu mấy bạn bỏ ngang nha, là không có gì thành công được. Mình đi phải đi nguyên chặng đường nha, chứ mình đi một vài bước mình thấy khó là mình bỏ rồi thôi, là tại vì mình còn rất là nhiều bài nè. Mình bài sửa trái phân dưới gốc rồi cách cân đối dinh dưỡng, và mình phun dinh dưỡng cho trái, mình cân đối dinh dưỡng vào trái đó, và mình tưới được những cái dòng phân xô nữa. Thì những cái đó là mình đánh đổi từ kinh nghiệm và thời gian công sức của mình đi làm thị trường rất là nhiều năm, mình đúc kết lại được đó, để mình làm cho bà con của mình đó, chứ không phải tự nhiên là có đó mấy bạn, thấy không nè, đọt đi ngoài gì đó mà trái nè, mặc dù cái cây này có chút xíu gì nè đó nha, cái trái này bữa hôm mình quay là đây, cái trái này bữa hôm mình quay là nó 2 ký mấy, 3 ký, bên này mình lên là nó 4 ký mấy rồi. Mà cái trái trước gì nó hay bị xương, nó hay bị heo lắm nha. Các bạn thấy đọt đi không? Đó. Ghê ha. Đọt đi mà trái vẫn xanh, không đỏ đầu gai. Đó, cái đó mới là sự khác biệt nha các bạn. Đó. Rồi. Ok. Rồi, chúc mình nhanh chủ vườn này. Đó, sắp tới chắc gần bản trái mình nó lên gặp nhật nữa. Cây nào như cái này, chẳng bán trái mình sẽ lên cập nhật nữa. Thì đây nè, ảnh bón, ảnh tưới cái phân can của mình rồi, cái xô lớn trái của mình rồi. Thì bắt đầu 4-5 ngày sau là mình cho bón hữu cơ, cho bón NPK, xin lỗi, tức là tới cửa NPK của mình rồi nha. Thì bón NPK, bón NPK xong 4 ngày sau mình cho tưới cái xô nằm cá của mình nữa. Thì cái vườn này á là ngày mai, hôm nay bắt đầu bón NPK, 4 ngày sau tưới lại sâu lớn trái của mình đó. Cái này nó bị con sâu đục thân, 4 ngày sau tưới lại cái sâu đậm cá của mình, rồi bón 4 ngày sau bón thêm 1 lần NPK nữa. Vườn này đây tới bán trái là bón 3 lần NPK nữa, tức là bữa nay bón rồi 8 ngày sau bón, rồi 8 ngày sau bón lần NPK nữa là kết thúc nha, là chỉ đợi tới ngày già và lái chốt thôi nè, nè. Đó, những cái cây này nè nha, bón cái kali cao lên chút xíu. Mà cái cây này á nó cũng không sao đâu, trái này vẫn tròn bình thường, tại vì cái cây này mà đọt cái lộ lên là cái hông nó vỗ phình lên kinh khủng lắm, lỡ quay tới cái cây bữa hổm mình đứng mình quay luôn nha. Hổm là mình đi từ đầu kia dồn, bữa nay mình đi dắt sáng thì mình phải đi ngược lại nè, mọi người nè. Đó, anh chủ vườn này nào giờ anh trồng gãy không à. Đó, từ cái chỉ thị 16 tới giờ anh gắn bó với mình tới bây giờ. Được cái là mình gần ảnh nữa, ảnh alo cái là mình chạy lên, alo cái là mình chạy lên. Mà thật sự là cái vườn này có vấn đề vậy đó, tại vì ảnh năm đầu ảnh hơi chập chực, anh kêu mình thì mình lên mình coi giùm ảnh thôi. Thật sự là cái vườn, những cái vườn như thế này thì không có gì để nói hết nè. Với lại anh không có xài cái công nghệ 4.0, anh không có xài hình ảnh nữa, thì cái gì mình phải lên trực tiếp không à. Chứ mấy cái này gỡ hình ảnh cho mình là mình xử lý được hết. Các bạn nhìn là cái cây này nhỏ xíu nè, nó bằng bắp dế mình ha. Mình đếm trái cho các bạn xem nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ô cây này còn 4 trái luôn các bạn ơi. Ô điểm mệt luôn á, nó bị ngược sáng rồi. Đây, cây này mà hổng mình đứng mình quay nè. Đây, đó cái cây hàng ngọn hổng mình đứng mình quay nè. Đó, bạn nào, hôm nay trái vẫn giữ phong độ đàng hoàng, trái nó tròn nó xanh mặc dù đọt đi. Đó, đây là cách làm của hiệp sự miền Tây nha các bạn. Đó. Rồi, ok. Các bạn,
nha. Mình chuẩn, đây là cái can á, cái can mà mình cho chủ vườn lưới đó, để mà cây mà đi đọt thì mình làm mùa nhiều mùa trái mình biết rồi ha. Cây mà đi đọt thì trái sẽ đỏ đầu gai và trái nó bị méo. Còn quan trọng là cái bài mình làm ở đây khác biệt hoàn toàn là đi đọt, biết cân đối dinh dưỡng và mình tưới những cái dòng này như thế này thì trái nó vẫn xanh, nó không bị dược học nhiều. Dược học nghe chứ không phải là nói không dược học là không đúng, dược học ít mà trái nó xanh không rụng trái đó, thì mình còn rất là nhiều bài nha mấy bạn đó. Rồi mình cho tưới lần này nữa rồi xong mình sẽ cập nhật lại cái vườn nhà của mình. Sẵn đây mình chia sẻ luôn nè là cách làm của mình á, những người biết rồi mình không dám nói gì nha. Tức là cái súng xịt thuốc của mình như thế này là cái đầu ra, thì mấy bạn mở cái súng này ra, mấy bạn lấy cái quanh này nè, mấy bạn gắn vào ha. Mình tưới đi tưới cái cây này, ví dụ mình tưới cây này mình tưới đều xong bắt đầu phá hoa lại mình đi qua cây khác đó. Đó mình làm như thế nha, mình làm như thế. Rồi mình á, cái vườn mình lớn thì mình cho hai đầu dây, cái nén mình ra hai đầu dây, một đầu dây này mình tưới khu này, một đầu dây này ra mình tưới khu ngoài đó. Rồi mình sẽ cập nhật lại sau khi tưới hai lần cái số nuôi trái của mình cho các bạn xem trái nó tròn như thế nào mặc dù đọt đi nha. Đây là cách làm của Hiệp Sầu Riêng Miền Tây đó. Thuốc đó đóng rồi là mình bán cái gì mình xịt cái đó trên vườn của mình, mình chia sẻ hết, mình trải nghiệm thuốc hết thì nó không sai được nha. Rồi cảm ơn cả nhà.